Trong số những thương hiệu xe sang trên thế giới, Lexus là một trong những cái tên được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Nhưng nếu bạn vẫn cảm thấy có gì đó chưa thỏa mãn khi đứng trước các mẫu xe của hãng này, hãy thử chiêm ngưỡng các phiên bản F-Sport mới được ra mắt thị trường Việt Nam cách đây không lâu. Lexus F là thương hiệu riêng của dòng xe hiệu suất cao, được Lexus giới thiệu vào năm 2007. Chữ F ban đầu là ký hiệu của bộ phận phát triển dòng xe hiệu năng cao của Lexus, và ý nghĩa của nó cũng được liên tưởng tới đường đua Fuji Speedway nổi tiếng tại Nhật Bản. Thực tế, một phần trong thiết kế logo F được lấy cảm hứng từ khúc cua đầu tiên của trường đua này, nơi diễn ra các cuộc thử nghiệm trong quá trình Lexus phát triển dòng xe hiệu năng cao. Khác biệt cơ bản của dòng sản phẩm F-Sport đến từ 3 điểm nổi bật. 1 là thiết kế táo bạo lấy cảm hứng từ xe đua. 2 là khả năng vận hành mạnh mẽ. Và 3 là không gian nội thất thể thao gợi cảm hứng cầm lái. Trong lần ra mắt này tại Việt Nam, 3 sản phẩm F-Sport lần đầu tiên gồm có ES300 F-Sport, ES250 F-Sport và RX300 F-Sport. Cả 3 chiếc xe đều được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản với giá bán lần lượt là 2,56 tỷ, 2,64 tỷ và 3,30 tỷ đồng. Đầu tiên là Lexus ES300 F-Sport. Đây là chiếc xe được thiết kế dựa trên ý tưởng năng động và khiêu khích. Thân xe nhỏ gọn, tạo cảm giác về khả năng vận hành linh hoạt. Trên phiên bản F-Sport, lưới tản nhiệt con suốt với cấu trúc 3D kết hợp cùng cản trước thể thao. Các chi tiết ngoại thất nổi bật khác gồm có mâm 18 inch, cản sau kiểu vây cá và các đường cắt sắc nét cùng cánh lướt gió đặc trưng. Các chi tiết này đều được sơn màu đen piano. Bên trong, các chi tiết độc quyền của F-Sport có thể nhận ra gồm có vô lăng, bảng đồng hồ hay cần số. Ghế trước và bàn đạp chân ga cũng được tinh chỉnh. Về động lực, ES300 F-Sport trang bị động cơ 2.0 lít i4 tăng áp, công suất 241 mã lực và moment xoắn 350 Nm. Phiên bản này được trang bị công nghệ ESP được tinh chỉnh cùng hệ thống treo thích ứng ABS. Ngoài ra, tính năng không thể thiếu là hệ thống giả lập âm thanh động cơ để tăng sự phấn khích cho những người thích trải nghiệm lái thể thao. Tiếp đó là Lexus ES250 F-Sport. Đây là chiếc xe với đặc tính rất khác biệt so với ES300 vừa đề cập ở trên. ES250 F-Sport được thiết kế để mang lại sự ổn định và êm ái, nhưng với diện mạo mạnh mẽ hơn. Khung gầm cải tiến cùng với la răng kích thước tới 19 inch là những yếu tố mang lại cảm giác vận hành chắc chắn. Lưới tản nhiệt cỡ lớn độc quyền và cản trước được tinh chỉnh, với các đường viền mạ đen cùng logo F-Sport nổi bật bên hông, đuôi xe cũng được thiết kế đậm chất thể thao. Không gian nội thất của ES F-Sport được hoàn thiện rất tỉ mỉ, toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch. Ghế trước F-Sport ôm vừa người lái, các bàn đạp cũng đã được nâng cấp, tăng cảm giác thể thao. Đặc biệt, ốp nhôm Hadori độc quyền lấy cảm hứng từ kỹ thuật chế tác kiếm Nhật Bản. Về động lực, ES250 F-Sport sử dụng động cơ 2.5 lít i4, công suất 204 mã lực và moment xoắn 243 Nm. Hệ thống treo F-Sport cũng được tinh chỉnh và đi kèm là thanh cân bằng trước và sau. Cuối cùng là Lexus RX300 F-Sport. Không thể phủ nhận, RX là chiếc xe Lexus được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam bởi không gian rộng rãi, vận hành êm ái và linh hoạt. Ở phiên bản đặc biệt 300 F-Sport này, lưới tản nhiệt đã được tinh chỉnh, cùng với đó là khe hút gió hai bên đã được mở rộng với lớp mạ màu đen tuyền. Gương chiếu hậu, cản trước và sau cũng có màu tương phản, tạo ấn tượng khỏe khoắn và nổi bật hơn. Ngoài ra, bộ mâm cỡ lớn tới 20 inch càng tăng vẻ mạnh mẽ cho chiếc xe sang trọng này. Bên trong, nhiều trang bị độc quyền của F-Sport phải kể đến như ghế lái, vô lăng, cần số, bảng đồng hồ, bàn đạp nhôm hay nẹp bệ bước chân. Về động lực, RX300 F-Sport sử dụng động cơ 2.0 lít i4 tăng áp, công suất 235 mã lực và moment xoắn 350 Nm. Xe cũng trang bị hệ thống treo thích ứng ABS với thanh cân bằng cả trước và sau. Quý vị đánh giá sao về những phiên bản đặc biệt này của Lexus? Chúng có thật sự đáng tiền hay không? Và điều gì khiến cho Lexus luôn được ưa chuộng và giữ giá hơn các dòng xe sang khác tại Việt Nam? Xin hãy chia sẻ ý kiến bằng cách để lại bình luận bên dưới. Trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tipcar.